Hi, xin chào mọi người, lại là Celeb đây. Và hôm nay Celeb sẽ dẫn mọi người đi ăn gà Chicken Palace tại đường Nguyễn Văn Linh nha. Thì có mỗi lần mà tôi đi ngang qua đây là tôi ngán mùi gà chịu không nổi, cho nên tôi phải tấn công vô liền mọi người. Đó đó, nhìn nhiều món vậy thôi chứ tôi là luôn luôn là chùm của tôi là gà ngũ vị nha mọi người. Thì có vào đây là gà ngũ vị là số 1 luôn á. Đó, có hướng dẫn họ làm cơm kìa, họ làm gà rồi đó, tấm kỳ rồi đó. Coi là đài ra cái quầy live mà buffet đó mọi người. Tôi thì tôi tranh thủ ra đây trộn cơm rồi đó, lấy hamburger rồi vô ăn đó mọi người. Nhờ có cái này mà ăn cơm đỡ đó mọi người. Đó mọi người phải gái Chicken Palace nha. Đây đây, ngon, thằng bạn tôi đang làm cơm đó. Thiệt á, làm màu đó thôi chứ chậu có được mô. Đó, nhìn miếng gà món này nè. Ở ngoài thì thiệt á, ướt ngũ vị cũng thơm, ở trong là gà luôn ướt thì mọi người không bị khô đó. Ăn gà ở đây thiệt á, đi quán mua ăn cũng lạ trời mọi người. Nguyên bàn tôi ăn thiệt á, kêu hai con ra ăn có hết mô. Đó nói kìa, trừ ăn cái đổ qua đổ lại chứ ăn không hết luôn mọi người. Đoạn này là tôi đang ráng ăn mọi người thì cũng no hết sức luôn, chị em nổi luôn mọi người. Rồi đó, tôi nói như vậy thôi, ai muốn ăn thì đến thử để xem vô nó đúng hay là sai nha. Hẹn gặp mọi người video sau nha, bye bye.